Du lịch mùa thu, nhớ ngày du lịch Việt. Tour ngắm lá đỏ Nhật, Hàn, Trung Quốc chỉ từ 8,5 triệu đồng. Tour lá vàng châu Âu, Úc, Mỹ chỉ từ 36,9 triệu đồng. Du lịch Việt, phục vụ bằng cả trái tim. Du lịch Việt, phục vụ bằng cả trái tim. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, trên cung đường đến Sapa thì ngoài việc thưởng ngoạn những cảnh đẹp rất hùng vĩ, Minh Phương còn bị thu hút bởi những hoạt động ở hai ven đường. Và đó chính là các buổi họp chợ phiên của các đồng bào dân tộc. Hiện tại thì Minh Phương đang có mặt tại phiên chợ nông sản của đồng bào dân tộc nơi đây với rất nhiều các loại nông sản, rau, củ quả và những đặc sản của địa phương. Bây giờ thì chúng ta đi chợ thôi. Đây là bánh chưng đen. Theo như giới thiệu của chị bán, đó là cái màu đen làm từ lá cây nút nát. À, rất là tốt cho gan. Mát gan ạ. Và đây là đặc sản, loại bánh đặc sản của dân tộc nào vậy chị? Dân tộc người Giấy. Và cái cơm lam thì Minh Phương cũng thấy là cái màu sắc ở đây nó cũng rất là đẹp mắt. Màu tím thì làm bằng lá nếp cẩm đúng không ạ? Vậy thì không thể bỏ lỡ hương vị của các đặc sản nơi đây được. Chắc chắn là Minh Phương phải mua một ít để làm quà cũng như là di chuyển trên đường với các người bạn của mình. Không chỉ nổi tiếng với những cảnh sắc tuyệt vời, Sapa còn được biết đến như là một thiên đường ẩm thực Tây Bắc nếu chân biết bao nhiêu du khách. Chính vì thế mà ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng với Minh Phương khám phá ẩm thực phố núi ngay tại thị trấn Sapa nha. Giữa tiết trời se lạnh như thế này và đồ ăn thì bốc khói. Wow, rất là hấp dẫn quý vị khán giả ơi. Một cái mẹt lợn rất là to như thế này. Và đây là một loại lợn rất là đặc trưng ở Sapa, được gọi là lợn máng. Thì có hấp nè, tái chanh nè, rồi xào lăn, rồi riềng xả, với những cái cách làm rất là quen thuộc của bà con dân tộc nơi đây. Và bên cạnh đó thì còn một món ăn nữa cũng khá là hấp dẫn và khiến cho Minh Phương rất là thích thú với cái ngoại hình bên ngoài, đó chính là món gà đen tìm trái bí. Và gà đen cũng là một trong những đặc sản rất là nổi tiếng và đặc trưng ở Sapa. Minh Phương phải thử một miếng lợn máng như thế nào mới được. Đây là hấp dùng kèm với một loại mắm. Thịt heo rất là mềm và ngọt thịt. Khi nãy thì Minh Phương có lầm tưởng là bởi vì nhìn cái con gà này có màu đen, Phương cứ nghĩ là gà ác, nhưng mà bạn nhân viên ở đây đã giải thích đây không phải là gà ác. Con gà đen này to hơn và phần thịt nó cũng sẽ khác hơn với gà ác rất là nhiều. Ở trong đây thì được tìm chung với lại hạt sen, một vài nguyên liệu thuốc bắc và tìm ở trong trái bí. Thơm lắm quý vị ơi. Cái này ăn tay thì nó ngon. Wow, thịt gà rất là mềm và ngọt. Cái phần nước súp thì không thể chê vào đâu được. Thì Minh Phương đang có mặt tại Sapa. Quý vị thân mến, nằm ở phía tây bắc tổ quốc, Sapa ẩn chứa rất nhiều điều kỳ diệu từ cảnh quan thiên nhiên cho đến con người. Không phải ngẫu nhiên mà thị trấn này lại được ví von bằng một cái tên rất là dễ thương, đó chính là thị trấn trong mây, luôn luôn lôi cuốn và hấp dẫn rất đông du khách. Chính vì thế mà trong chương trình Đi Bốn Phương ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả hãy cùng với Minh Phương khám phá một Sapa thật thơ mộng và tuyệt đẹp nhé. Xin mời. Thank you.
hành trình khám phá Fansipan thì ngay bây giờ Minh Phương sẽ lên tàu đây. Bắt đầu từ nhà ga Sapa thì Minh Phương đang có mặt ở trên tàu leo núi để di chuyển đến nhà ga Mường Hoa. Và từ đó thì Minh Phương sẽ tiếp tục di chuyển bằng cáp treo để chinh phục đỉnh Fansipan. Đã đến ga Mường Hoa rồi và bây giờ thì hành trình chinh phục đỉnh Fansipan của Minh Phương bằng cáp treo sẽ bắt đầu. Tuyệt vời thưa quý vị, ngồi trên cáp treo thì Minh Phương có thể phóng tầm mắt của mình để quan sát toàn bộ thung lũng Mường Hoa. Quý vị thấy đó, rất là đẹp đúng không ạ? Cáp treo đã dần dần di chuyển lên độ cao, cao hơn rất là nhiều. Chính vì thế mà quý vị có thể thấy là trước mắt Minh Phương bao phủ cái lồng cáp treo này toàn là sương mù và không thể nhìn thấy được gì cả. Phải bay qua một cái dải sương mù này thì bây giờ mới ẩn hiện ra núi rừng cũng như là những cái con suối nhỏ ở phía dưới. Bước ra khỏi nhà ga Sapa rồi nhưng mà chưa lên đến đỉnh Fansipan đâu quý vị. Đỉnh Fansipan tuốt ở trên kia lận. Bây giờ chúng ta sẽ vượt qua những bậc thang này để lên đỉnh nào. Có nghe thấy tiếng gì không ạ? Đó chính là tiếng chuông chùa khiến cho đoạn đường di chuyển lên đỉnh Fansipan càng trở nên hùng vĩ hơn rất là nhiều. Hành trình di chuyển đến đỉnh Fansipan cũng rất là nhiều điều thú vị. Bây giờ thì tại ga Đỗ Quyên, Minh Phương sẽ tiếp tục di chuyển đến ga Trúc Mây và sau đó sẽ vượt qua 38 bậc thang nữa thôi là sẽ đến đỉnh Fansipan. Và thưa quý vị, như vậy là Minh Phương đã có mặt tại đỉnh Fansipan rồi. Là nóc nhà của Đông Dương thưa quý vị. Sau khi chinh phục được đỉnh Fansipan thì Minh Phương có một cảm giác vô cùng tự hào và còn mãn nhãn hơn rất nhiều khi cảnh quan nơi đây thật là tuyệt đẹp. Và đứng tại đây thì Minh Phương có thể chạm vào mây nữa. Quả thật đúng là một chốn bồng lai tiên cảnh thưa quý vị. Hành trình chinh phục đỉnh Fansipan ngày hôm nay của Minh Phương đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Cảm ơn Fansipan, cảm ơn Sapa đã để lại cho Minh Phương rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Và hẹn gặp lại quý vị trong những chuyến đi tiếp theo của chương trình Đi Bốn Phương. Du lịch mùa thu, nhớ ngày du lịch Việt, tour ngắm lá đỏ Nhật, Hàn, Trung Quốc chỉ từ 8,5 triệu đồng, tour lá vàng châu Âu, Úc, Mỹ chỉ từ 36,9 triệu đồng. Du lịch Việt, phục vụ bằng cả trái tim. Du lịch Việt, phục vụ bằng cả trái tim. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình Du lịch Việt, phục vụ bằng cả trái tim.